Chào mừng các em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc, cô đến từ trường Trung học cơ sở Tân Bình. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Nội dung của bài học gồm những phần như sau. Phần thứ nhất, áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông. Phần thứ hai, dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. Và phần thứ ba là tỉ số đường cao và tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần một nhỏ. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông. Nội dung như sau. Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia. Hoặc là tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Như vậy, muốn chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng với nhau, các em có thể sử dụng trường hợp đồng dạng thứ ba, góc góc, nghĩa là tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia. Trường hợp đồng dạng thứ hai, cạnh góc cạnh, nghĩa là tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Vậy dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng như thế nào? Cô và các em cùng đi vào phần hai nhỏ. Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. Để trả lời cho phần hai nhỏ này thì cô và các em cùng làm một bài tập nhỏ như sau. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng. Các em quan sát hình vẽ. Ở đây chúng ta có cặp tam giác đồng dạng thứ nhất là tam giác DEF và tam giác D'E'F'. Tại sao hai tam giác này lại đồng dạng với nhau? Tam giác DEF và tam giác D'E'F có góc D bằng góc D' cùng bằng 90 độ. Hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ cụ thể là DE phần D'E' bằng DF phần D'F'. Như vậy ta kết luận tam giác DEF và tam giác D'E'F đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Chúng ta sang cặp hình kế tiếp. Tam giác ABC và tam giác A'B'C' đồng dạng với nhau vì có hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ B'C' trên BC bằng A'B' trên AB bằng 1/2. Nhưng trong một cái tam giác vuông, khi biết độ dài hai cạnh thì các em có thể tính được cái cạnh còn lại dựa vào định lý Pythagore. Như vậy ở đây suy ra từ định lý Pythagore, các em lập được tỉ số cặp cạnh còn lại là A'C' trên AC bằng 1/2. Và các em kết luận là ba cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Do đó tam giác A'B'C' sẽ đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Thông qua cái bài tập này, cô rút ra được cái phần nhận xét, đó chính là nội dung định lý. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng. Tam giác ABC và tam giác A'B'C' có A bằng A' bằng 90 độ, B'C' phần BC bằng A'B' phần AB. Như vậy các em kết luận được là tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Trở lại bài tập. Ở cặp hình tam giác ABC và tam giác A'B'C', các em có thể trình bày ngắn gọn như sau. Xét tam giác A'B'C' và tam giác ABC có góc A bằng góc A' bằng 90 độ, A'B' phần AB bằng B'C' phần BC bằng 1/2. Như vậy ta kết luận được tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Cô chốt lại nội dung dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần thứ ba là tỉ số đường cao và tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng. Nội dung định lý như sau. Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng. Cho tam giác ABC và tam giác A'B'C' đã đồng dạng với nhau theo tỉ số là K. AH là đường cao trong tam giác ABC. A'H' là đường cao trong tam giác A'B'C'. Như vậy các em kết luận được tỉ số A'H' phần AH bằng K. Nghĩa là tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng. Nội dung định lý tiếp theo như sau. Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng. Các em quan sát hình vẽ. Cho tam giác ABC và tam giác A'B'C' có B'C' phần BC bằng K. Như vậy các em sẽ kết luận được tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng này bằng
bình phương của tỷ số đồng dạng nghĩa là bằng K bình. Để hiểu rõ hơn về định lý, cô và các em cùng đi vào bài tập như sau. Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF có AB phần DE bằng 1 phần 3 và diện tích của tam giác DEF bằng 90 cm². Khi đó ta có. Ở đây cô có 4 đáp án. Các em suy nghĩ mình sẽ chọn đáp án. Đáp án đúng là đáp án C, nghĩa là diện tích của tam giác ABC bằng 10 cm². Cô chốt lại nội dung phần định lý như sau. Tỷ số đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỷ số đồng dạng. Tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương của tỷ số đồng dạng. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần bài tập kế tiếp. Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 mét. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 mét cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6 mét. Để yêu cầu chúng ta tính chiều cao của cột điện. Các em quan sát hình vẽ. Một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 mét. Như vậy các em có BH là bằng 4,5 mét. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 mét, nghĩa là A'H' bằng 2,1 mét. Có bóng trên mặt đất dài 0,6 mét, nghĩa là B'H' bằng 0,6 mét. Để yêu cầu chúng ta tính chiều cao của cột điện, nghĩa là các em tính đoạn AH. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 mét cắm vuông góc với mặt đất, cho nên chúng ta sẽ có được là góc B' sẽ bằng góc B. Chúng ta sử dụng về kiến thức hai tam giác đồng dạng, nghĩa là các em sẽ chứng minh được tam giác ABH đồng dạng với tam giác A', B', H' theo trường hợp góc. Từ đó các em suy ra được tỷ số đồng dạng. Các em thế số, áp dụng quy tắc nhân chéo chia ngang, nghĩa là AH sẽ bằng 4,5 nhân 2,1 chia 0,6 và bằng 15,75 m. Từ đó các em kết luận vậy chiều cao của cột điện là 15,75 m. Bài toán của chúng ta đã được giải quyết. Cô chốt lại nội dung bài học cho các em. Hôm nay chúng ta được học bài các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Bài học gồm những phần: áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông, nghĩa là trường hợp góc và trường hợp cạnh góc cạnh. Phần thứ hai là dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. Nội dung định lý như sau: nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng. Nội dung thứ ba: tỷ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỷ số đồng dạng. Nội dung thứ tư: tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường tiếp theo.